làn da của bạn đang bị tổn thương bởi mụn, sẹo, lăn kim. Các nếp nhăn, nám, tàn nhang trên da xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với đó, da ngày một chảy xệ, mất cân bằng độ ẩm. Tất cả những nỗi lo của bạn sẽ được cải thiện với sản phẩm Beauty Collagen Liquid của thương hiệu Nature's Way Australia. Beauty Collagen Liquid sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên chiết xuất từ da cá, chủ yếu là cá cơm, không thủy ngân, không dioxin. Nếu như các sản phẩm khác cùng phân khúc có thể kết hợp collagen cùng nhau thai động vật, thì ở Beauty Collagen Liquid, sự kết hợp này là hoàn toàn không có, bởi nhau thai không nên dùng cho các đối tượng gặp vấn đề về nội tiết như tuyến giáp, nhân sơ, u sơ, u nang. Do đó, sản phẩm cam kết an toàn cho tất cả người sử dụng. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm này còn là sự kết hợp tuyệt vời giữa collagen và chiết xuất hạt nho khô, một chất chống oxy hóa ưu việt cho da, giúp mang đến làn da tươi sáng. Đây cũng là kết hợp hầu như chưa từng có tại bất kỳ một sản phẩm nào khác trên thị trường. Cùng vị táo xanh thơm ngon, 99,9% không đường, không gây béo, Beauty Collagen Liquid nên là sự lựa chọn hàng đầu với nhiều công dụng nổi bật như giúp giảm nếp nhăn và đường gấp trên da, thúc đẩy cơ thể sản xuất collagen và elastin, tăng tính đàn hồi cho da, giúp cấu trúc da trở nên săn chắc hơn, mang lại một làn da căng mịn, sáng tông và đều màu, xóa dần vết thâm nám, tàn nhang, bảo vệ da dưới sự tác động của môi trường ô nhiễm, hỗ trợ sức khỏe tổng thể như xương khớp, da, gân, dây chẳng, cơ bắp. Nature's Way Beauty Collagen Liquid, sự lựa chọn hàng đầu cho làn da của bạn.